chào cô chú anh chị, ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị ơi, hôm nay chúng ta đi làm một lộ trình từ cái hướng ngã tư chùa An Hòa Tự nha. Dạ, và đây là bưu điện nè, ở chỗ mà mình đi cúng lễ chùa mình hay gửi xe ở đây đó. Dạ, còn phía trước màn hình mình là ngã tư nè. Xin mời tất cả bà con mình cùng làm một lộ trình ngắn ngắn nha. Dạ, đây là ngã tư, nếu mình rẽ phải mình đi về Tổ Đình nè, còn nếu mà mình rẽ bên trái mình đi về chùa An Hòa Tự đó cô chú anh chị. Dạ, đây là buổi sáng sớm sinh hoạt ở nơi Phú Mỹ nè cô chú anh chị. Dạ, nơi thị trấn Phú Mỹ. Đường này mới làm nè, con đường của thị trấn Phú Mỹ Phú Tân mình ở đây là mới làm, có 4 làn đường nè, rộng rãi tiện cho bà con mình lưu thông lắm, rất là êm ái nha. Nhưng mà không hiểu vì sao mới đoạn đường này mới vừa làm xong mà bây giờ lại bị sự cố gì đây nè, nó tróc hết trơn và bong tróc hết rồi nè cả nhà, không hiểu sao nữa. Bây giờ đang chặn rào chặn lại, chắc để sửa lại. Hôm nay thì Kim đi ra đường sớm quá, bà con mình còn ngủ nè, nhiều nhà còn đóng cửa nè cho nên là đường xá cũng còn hơi vắng nữa, nhưng mà rất là thoáng mát luôn, không khí trong lành lắm cả nhà ơi. B Phú Mỹ nè. Đó, giờ này các em phụ huynh đặt đưa các em các bé đến trường. Cửa hàng xe gắn máy Hòa Bình. Và đây là vật liệu xây dựng nè, Lê Hoàng nè, lớn lắm luôn nha. Còn bên đây là cũng cửa hàng đó nè. Đến một ngã tư nữa rồi, đến ngã tư này nữa thì nếu mà mình cũng vậy thôi, nếu mà mình rẽ phải thì mình cũng đi về Tổ Đình được nha, còn nếu mình rẽ bên trái thì mình sẽ đi về đình, đi về mấy cái đình nữa, đình Hiệp Sương, đình cái gì ta, Phú Thuận.
nên là đường hẹp trở lại rồi ha.
gần tới bến đò số 28 gì vậy cô? Dạ. Rồi con cảm ơn. Dạ. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.